Chủ đề ngày hôm nay thì muốn chia sẻ với anh chị đó là về tại sao bất động sản được coi là một cái động lực chính để mà thúc đẩy cái nền kinh tế vĩ mô. Thì câu trả lời nằm ở trong những cái đóng góp tích cực vào những cái vấn đề về tăng trưởng về kinh tế trong suốt 4 giai đoạn phát triển của bất động sản. Thì nếu khi mà nhìn tổng quan ra, nhưng khi mà nhìn tổng quan về các sản phẩm quốc nội được coi là thước đo rộng của về nền kinh tế như về nhà ở, không anh chị không, về nhà ở, về đất đai đóng một vai trò rất là quan trọng. Tỷ trọng nhà ở ở trong GDP của Mỹ là 17,7%. Thì riêng trong quý đầu tiên của năm 2021, mức cao nhất trong 14 năm trở lại đây. Rồi, xin chào Nguyễn Bảo Bình. Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, đóng góp của thị trường bất động sản trong GDP hiện rơi vào 7,52%, cao hơn mức tổng cục thống kê của công bố là 4,51%. Do đó, thị trường có thể là thúc đẩy hoặc là kéo giãn tốc độ tăng trưởng và tại nhiều quốc gia, mà đây chính là một trong những cái động lực nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế rất là nhiều. Và hiện tại thì Hùng đang nhận rất là nhiều câu hỏi của những anh chị inbox qua tin nhắn của Hùng. Nếu như anh chị có đặt câu hỏi thì mình có thể là mình đặt câu hỏi trên bài viết luôn nha 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 anh chị. Lĩnh vực nhà ở là một trong những cái lĩnh vực mà phục hồi nhanh nhất sau cuộc suy thoái đại dịch Covid 19. Như mọi người thấy thì hiện tại ở đất nước ta trong trong giai đoạn là rất là căng thẳng, đúng không ạ? Để trong vấn đề về thực hiện về chỉ thị 15 và chỉ thị 16, thực hiện việc giãn cách xã hội, và hiện tại một trong những cái xu hướng của hiện nay thì đó là về những sự biến chủng của những loại virus, đúng không ạ? Thì đó là một cái, đó là một trong những cái tin mà hàng ngày chúng ta đã nghe. Thì bên cạnh đó thì đã đặt những cái liều vaccine đầu tiên đã về Việt Nam rồi. Thì đó là Hùng nói sơ qua một vài cái yếu tố để ảnh hưởng tới nền kinh tế của thị trường và cũng như là cái về cái thị trường bất động sản, đúng không ạ? Thì chúng ta hay nói là trong khủng hoảng sẽ tạo ra cơ hội, đúng không ạ? Thì trong thời điểm này thì rất nhiều loại hình, rất nhiều các tình hình về như kinh doanh, về sản xuất, về dịch vụ, về du lịch đang bị trì trệ, đúng không ạ? Không thể phát triển được. Thì tuy nhiên bên cạnh đó thì sở hữu bất động sản, mua bất động sản, đầu tư bất động sản luôn luôn là một trong những cái kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Thì cho ta thấy thì bên bất động sản thì có rất nhiều các sản phẩm, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể kể đến như là sản phẩm về đất nền, sản phẩm về nhà ở, chung cư, căn hộ, vân vân. Trong đó thì lĩnh vực nhà ở là một trong những lĩnh vực phục hồi nhanh nhất sau cuộc đại suy thoái do đại dịch gây ra. Giá nhà và số lượng giao dịch tăng chóng mặt cho thấy nhu cầu về nguồn cung đang thiếu trầm trọng, từ đó giúp hàng trăm nghìn người nhanh chóng được trở lại làm việc. Về mặt tổng thể thì thị trường nhà ở đóng góp vào nền kinh tế trong suốt 4 giai đoạn chính, trong quá trình quy hoạch phát triển đất đai, trong quá trình xây dựng thực tế, trong quá trình chuyển nhượng và khi chủ nhà chuyển đến ở. Giai đoạn quy hoạch và phát triển đất, việc tìm kiếm, mua và phát triển đất đai đòi hỏi nhiều thời gian. Rồi, xin chào Nguyễn Trung nha. Đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và sự hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia, bao gồm các nhà môi giới đất đai như là kỹ sư dân dụng, luật sư, quan chức thành phố, nhà phát triển và những nhà tư vấn. Rồi, xin chào Nguyễn Bảo Bình, xin chào Nguyễn Trung, xin chào Quỳnh Nhi, xin chào những các bạn đang xem livestream của Hùng. Thì ở giai đoạn quy hoạch phát triển, rồi xin chào Phan Hiếu. Ở giai đoạn và phát triển, việc tìm kiếm, mua và phát triển đất đai đòi hỏi nhiều thời gian, tiền bạc và sự hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia khác nhau, bao gồm như là các nhà môi giới, các nhà tư vấn về luật, về các kỹ sư, vân vân. Thì bên cạnh đó là ở cái giai đoạn 2, việc bán và chúng ta phải xây dựng nên những cái ngôi nhà, các lô đất đã được quy hoạch thì cũng mang lại những cái công việc và thu nhập chính cho hàng loạt lao động từ các như là công nhân xây dựng và nhà thầu, như là phục vụ về kiến trúc, về đội bán hàng, thanh tra, giám sát, vân vân. Thì cho như chúng ta có thấy thì thứ nhất thì lý do vì sao mà bất động sản là một động lực thúc đẩy nền kinh tế vĩ mô. Thì Hùng chia sẻ thêm thì cho về thứ nhất là về cái nhu cầu về nhà ở, đúng không ạ? Nhu cầu về nhà ở luôn luôn là cái nhu cầu về cái bất động và nhu cầu rất là lớn. Thì để xây dựng được một ngôi nhà á, thì nó bao gồm rất nhiều bộ phận, rất nhiều giai đoạn, đúng không ạ? Thì như Hùng chia sẻ ví dụ như là cái giai đoạn 1, đúng không ạ? Giai đoạn 1 là cái giai đoạn mà chúng ta quy hoạch, đúng không ạ? Chúng ta quy hoạch về tổng thể,
rồi phát triển về đất và tìm kiếm những cái sản phẩm để cho phù hợp để mà chúng ta xây dựng nhà ở, đúng không ạ? Thì ví dụ như quy hoạch thì chúng ta phải có những cái đội ngũ đất đai, rồi đội ngũ sale tìm kiếm những mặt hàng. Rồi trong cái giai đoạn 2 là giai đoạn tiến hành, ví dụ chúng ta xây dựng, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những kỹ sư xây dựng, những kỹ sư công trình, cầu đường, vân vân, dân dụng, công nhân. Thì đó là những cái yếu tố để tạo ra việc làm cho mọi người, đúng không ạ? Rồi ở Nguyễn Trung có hai câu hỏi. Mình có tầm tài chính 1 tỷ muốn đầu tư ở Nha Trang, anh có sản phẩm nào không giới thiệu với em với, em cảm ơn. Thì đối với tầm tài chính 1 tỷ, nếu như mà hiện tại, nếu như mà Hùng chia sẻ luôn, với tầm tài chính 1 tỷ mà bạn muốn đi đầu tư vào thị trường của Nha Trang, thời điểm hiện tại thì không có nhiều sản phẩm tốt, đúng không ạ? Rất hiếm, nếu như mà có thì cũng rất là hiếm những cái sản phẩm đó. Tại vì ở hiện tại những cái thị trường bất động sản của Nha Trang á, là cũng đang trong giai đoạn là bão hòa rồi. Nếu như mà muốn đầu tư Nha Trang thì những cái xã vùng ven thôi, đúng không ạ? Ví dụ như xã vùng ven không kể đến như là Vĩnh Hiệp nè, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, rồi Vĩnh Ngọc, rồi Vĩnh Trung, vân vân, đó là những cái vĩnh mà sang gần cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ từ 7 tới 10 phút di chuyển thôi. Nhưng mà giá ở đây cũng đã cao rồi, giá dao động từ 15 cho đến 20 triệu một mét vuông tùy theo một cái vị trí thôi, nhưng mà không phải là những con đường lớn, chỉ là những con đường bê tông nhỏ thôi. Thì nếu như bạn muốn đi đầu tư với tầm tài chính 1 tỷ đó, thì mình có thể là chia sẻ cho bạn những cái cơ hội đầu tư. Có thể là như chúng ta đi đầu tư về những cái khu vực mà đang phát triển, như là khu vực Diên Khánh này, rồi khu vực Cam Lâm này. Bởi vì sao? Thứ nhất á, là thị trường Diên Khánh á, thì là một cái thị trường đầy tiềm năng. Hiện tại Diên Khánh đang có những cái chủ trương, những cái quy hoạch để phát triển lên đô thị loại 3. Thì tháng 2 vừa rồi thì Diên Khánh đã được công nhận đô thị loại 4 rồi. Thì đang cố gắng, hiện tại đang cố gắng hoàn thiện một số tiêu chí nữa, về ví dụ như là tiêu chí về sản xuất, tiêu chí về kinh doanh, tiêu chí về hạ tầng khu dân cư, thì sẽ thúc đẩy là làm hạ tầng, làm đường, làm cao tốc, vân vân. Thì dẫn tới đó là những cái yếu tố để tăng giá. Còn cái thứ hai, nếu mà thị trường Cam Lâm á, thì chúng ta có thể nhìn soi xét rộng hơn về thị trường của Cam Lâm á, có một cái thị trường tương đương, và tương đương về vị thế, tương đương về những cái yếu tố tiềm năng, tương đương với như là thành phố Đà Nẵng năm 2015, đúng không ạ? Thì Đà Nẵng có sông Hàn này, rồi Cam Lâm thì cũng có đầm thủy triều, rồi có sân bay quốc tế Cam Ranh, rồi có yếu tố về cao tốc, về đường, hạ tầng, vân vân. Đó là những cái yếu tố mà bạn có thể tham khảo ha. Thì chốt lại thì với tầm tài chính 1 tỷ thì bạn có thể là mình đi đầu tư vào thị trường của Cam Lâm là sẽ tiềm năng hơn nhất ha. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của Trung. Rồi thì đó là một trong những cái lý do vì sao mà trong thời điểm hiện tại, mặc dù là dịch bệnh xảy ra, đúng mà có rất nhiều người mất việc, tuy nhiên bên cạnh đó cũng rất nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cho mình một cơ hội về để đầu tư. Rồi xin chào anh Phát Thành. Anh ơi, anh nhận định như thế nào về thị trường bất động sản của Cam Lâm? Nếu như mà câu hỏi của Phát Thành này ở trước câu hỏi của Nguyễn Trung thì rất là hay nè. Thì như hồi nãy mình có chia sẻ về thị trường của Cam Lâm, nó có những cái yếu tố. Thứ nhất á, là tương đương với như cái thị trường bất động sản của thành phố Đà Nẵng. Đúng không? Chúng ta có thể là một nét rất giống nhau. Ví dụ như Đà Nẵng có sông Hàn, thì Cam Lâm có đầm thủy triều, có biển bãi dài. Dài 15 km mà thuộc trong top 10 vịnh đẹp nhất hành tinh này nha. Kể là thứ nhất là có đầm thủy triều, cái thứ hai là có bãi dài thuộc top 10, là nơi tập trung hơn 50 cái resort nghỉ dưỡng triệu đô đang đi vào hoạt động, như có thể kể đến như là Radisson Blu, Cam Ranh Riviera, Fusion, Movenpick, vân vân. Rồi cái thứ ba đó là gần sân bay quốc tế Cam Ranh, thì mọi người hay nói vui là ở đâu có sân bay ở đó có cả thế giới. Rồi cái yếu tố thứ tư đó là có những về cái đường cao tốc, đúng không ạ? Có cao tốc Bắc Nam, đoạn Nha Trang Cam Lâm đi ngang qua. Thì yếu tố thứ năm đó có những cái khu công nghiệp lớn vừa và nhỏ, như là khu công nghiệp Suối Dầu này, đây là khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó cũng có cụm công nghiệp Trạng Ế, đúng không ạ? Yếu tố thứ sáu đó là về những chính sách định hướng phát triển rất quy hoạch rất là rõ ràng và đồng bộ. Đó chính là những cái lý do vì sao hiện tại cái thị trường bất động sản Cam Lâm là một trong những cái thị trường mà đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm thời điểm hiện tại. Rồi nếu như mà bạn cũng có tầm tài chính từ trên dưới 1 tỷ thì bạn có thể tham khảo về thị trường Cam Lâm. Rồi tiếp theo, khi mà cái giai đoạn mà có rất nhiều nhà đầu tư, đúng không ạ? Có nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm cho mình một cái ngôi nhà thứ hai. Thì như vậy được biết rồi, thì dịch Covid này thì xảy ra, đúng không ạ? Thì trong cái đợt dịch xảy ra thì chúng ta sẽ bị cách ly, bị giãn cách xã hội, cả xã hội, toàn thể xã hội sẽ bị lockdown. Dạng tới thì nếu như mà chúng ta
ngôi nhà thứ nhất của chúng ta không đáp ứng đủ cái không có không 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 có đủ cái không gian rộng rãi, đúng không ạ, cho chúng ta vui chơi giải trí này nọ, đúng không ạ, thì dẫn tới cuộc sống nó sẽ rất là bức bấy và bức bối nóng nực, đúng không ạ. Thì dẫn tới là cái xu hướng bây giờ trong tương lai luôn, trong tương lai tầm 10 năm tới 20 năm sau, về xu hướng về bất động sản xanh sẽ lên ngôi. Đó là lý do vì sao hiện tại có rất nhiều nhà đầu tư anh chị đã tìm kiếm cho mình những cái mảnh vườn, đúng không ạ, đó gọi là bất động sản ven đô, chỉ cách trung tâm thành phố tầm 30 km. Bởi vì hiện tại thì con cái vấn đề mà di chuyển tới lui của mọi người đó thì cũng rất là tiện rồi, phương tiện bây giờ cũng rất là đại chúng rồi, đúng không ạ. Thì Hùng chia sẻ thêm đó là bất động sản ven đô á, thì tính từ như sau. Bất động sản ven đô là tính từ nơi thành trung tâm thành phố anh chị, vẽ dùm cho Hùng là một cái vòng bán kính 30 km, gọi là bất động sản ven đô. Hùng ví dụ nếu như anh chị ở Nha Trang thì anh chị vẽ cho Hùng một vòng km là 30 km, 30 km, thì xung quanh đó gọi là bất động sản ven đô. Hoặc ví dụ như anh chị ở tỉnh ở thành phố 30 thuộc tỉnh Đắk Lắk đi, thì tính từ trung tâm ngã 6 vẽ cho Hùng 30 km gọi là ven đô. Ví dụ như là như Hòa Thắng, như là Hòa Đông, rồi như là Cà Rông Bắc, như là Hòa Khánh, Đoàn Kết, vân vân. Đó là những cái xã vùng ven của thành phố 30 thuộc, như là Cư Ê Bua, Chu Cà Nia, vân vân đó. Rồi ví dụ như anh chị ở Hà Nội, Sài Gòn, nó cũng tính từ 30 km, anh chị vẽ cho Hùng nha, từ cái trung tâm thành phố nơi anh chị đang sinh sống đó, ha. Rồi đó gọi là cái bất động sản xu hướng ven đô, đó là sở hữu ngôi nhà thứ hai, thứ ba, nó sẽ tăng lên. Thì như anh chị được biết rồi, ví dụ hiện tại trong dịch Covid thì thị trường có vẻ là trầm lắng lại, đúng không ạ. Thì anh chị cứ hình dung đi, thì tại thì cái thị trường bất động sản đang bị nén lại, đúng không ạ, đang bị nén lại như một cái lò xo. Sau khi mà dịch phát sinh phổ biến toàn quốc, toàn cầu, toàn thế giới, đúng không ạ, tình hình kinh tế được phát triển trở lại, kinh doanh sản xuất dịch vụ du lịch phục hồi trở lại, thì cái lò xo nó, cái thị trường lò xo nó búng ra rất mạnh, đúng không ạ. Thì trong thời điểm hiện tại, nếu như quý vị nào có những cái dòng tài chính tiền mặt và sắp xếp được cho mình một cái kế hoạch đầu tư bài bản rõ ràng, trong thời điểm hiện tại anh chị có thể là mình tham gia đầu tư, tìm kiếm cho mình những cái sản phẩm tốt, những sản phẩm giá rất tốt và có những chương trình. Tại vì theo như Hùng được biết thì trong thời điểm dịch Covid vậy, có rất nhiều chủ đầu tư, có rất nhiều công ty tung ra những cái sản phẩm tốt, đúng không ạ. Thì bên cạnh đó sẽ kèm theo những cái quà tặng hấp dẫn để kích cầu của người mua, của những nhà đầu tư, đúng không ạ. Thì bất động sản mà chúng ta có thể là chúng ta bây giờ chúng ta mua thì chúng ta sẽ có những chính sách hấp dẫn kèm theo. Còn ví dụ như sau dịch chúng ta mới mua thì chúng ta sẽ không có những cái chính sách đó, anh chị ha. Rồi. Thì cho ta thấy sự bùng nổ về cái thị trường về nhà ở hiện nay thì sẽ không gây ra những cái hậu quả nhất định. Trước hết đó là sự về bất bình đẳng về xã hội, đúng không ạ. Đời sống xã hội khiến khoảng cách người giàu người nghèo ngày càng tăng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà những người giàu có họ bắt đầu họ sở hữu cho mình những cái ngôi nhà thứ hai, thứ ba. Hiện tại nếu như ở bên Mỹ á, luật bất động sản bên Mỹ á, thì nếu như mà anh chị sở hữu ngôi nhà thứ hai, thứ ba á, nếu như cho dù anh chị không có ở đi chăng nữa mà anh chị để đó, thì nhà nước luật pháp cũng sẽ đánh thuế anh chị. Nhưng mà hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì chưa. Nghĩa là một người họ có thể là mua đất họ để đó không, hoặc là họ có mua rất nhiều ngôi nhà nhưng mà cái tần suất họ sử dụng á nó không hết, mà cái những cái người mà có nhu cầu thật sự á thì sẽ họ không mua tới nổi. Đó nên dẫn tới là cái sự khoảng cách giữa người giàu và người nghèo hiện tại đó là như vậy. Rồi, thứ nhất đó là thị trường phát triển quá nóng, tạo ra một cái rào cản về quyền sở hữu nhà ở đối với những người nghèo. Như Hùng nói thì khi mà thị trường sốt nóng quá thì giá đẩy lên, mà trong khi đó thì lương bổng công ăn việc làm sẽ cái tốc độ tăng trưởng lương nó sẽ không nhanh bằng tốc đuổi kịp bằng cái tốc độ của giá nhà, giá đất, đúng không ạ, chưa kể là vật giá cả leo thang nữa. Rồi, rào cản về sở hữu đối với người nghèo không đủ khả năng chi trả cho các khoản tiền trả lương, hay là các điểm tín dụng thấp nên không thể vay ngân hàng, đúng mà, và để mua nhà. Còn những người đủ kinh tế để sở hữu một căn nhà đang hưởng lợi từ khoản lãi trên vốn chủ sở hữu và khoản thanh toán hàng tháng để chịu mức vay, đúng ạ. Rồi tiếp theo chung, dịch này có ảnh hưởng nhiều đến bất động sản hay không? Thì nói chung thì bất động sản có rất nhiều các loại hình về các sản phẩm, có thể kể đến như là về căn hộ này, về chung cư này, về condotel, đó là chung đó là những condotel. Còn đối với những cái loại hình mà như là về đất nền, như là về nhà phố thì vẫn giao dịch vẫn được. Trong những thời điểm này thì nói một câu, khủng hoảng sẽ tạo ra cơ hội, đúng không ạ. Thì có rất nhiều những nhà đầu tư tài ba họ có những cái nhận định về thị trường bất động sản như hiện tại. Đây là cái thời điểm mà đáng để quý anh chị để mình có thể là mình tham gia đầu tư.
Thứ nhất là giá bình ổn, cái thứ hai á, là không bị sự thổi giá đồng giá, và cái thứ ba hiện tại á, là có rất ít người mua, đúng không ạ? Có rất ít người mà có cái tư duy đầu tư vào trong những thời điểm này. Mà những người họ đầu tư lão luyện, họ sẽ có một cái quan niệm như sau: khi người khác tham lam á, thì chúng ta hãy sợ hãi, và khi người khác sợ hãi thì chúng ta hãy tham lam. Có nghĩa là khi mà thị trường nguội lạnh, thị trường mà không có ai nhiều, thì khi đó chúng ta vô, thứ nhất chúng ta sẽ có nhiều thời gian, và cái thứ hai đó là sản phẩm đa dạng thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta nghe những câu chuyện đầu tư từ ngoài chợ, từ ngày hàng thịt, ngày quán rau, từ quán cà phê, nhà ăn, vân vân, hầu như chúng ta nghe ra rã về thị trường bất động sản, thì khi đó chúng ta nên sợ hãi đi, đúng không ạ? Khi đó có, nếu như trong thời điểm đó chúng ta không gọi là cơ hội nữa, mà chúng ta sẽ gọi là sự rủi ro nha. Thì đối với Hùng thì trong thời điểm hiện tại, nếu như mà mình có tầm tài chính 1 tỷ, thì mình có thể mạnh dạn mình đi đầu tư, cộng với những cái chính sách, cộng với những cái chiến lược mà mình đầu tư, thì mình sẽ có những cái lợi nhuận rất là lớn. Rồi, trong thời gian tới, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường nhà ở sẽ tiếp tục phát triển về mạnh mẽ, nhưng với tốc độ giảm dần khi lãi suất tăng trở lại, mọi người đều bắt đầu quay trở lại văn phòng làm việc, và những khoản chi trước đại dịch được khôi phục, các nhà phát triển và nhà ở cũng cần xem xét những thử thách sẽ đến một trường lãi suất vay thế chấp đó. Thì như hồi sáng nay thì Hùng có đọc một cái bài báo nói về lãi suất của ngân hàng, đúng không ạ? Thì hiện tại giờ lãi suất vay của ngân hàng đang giảm, trong khi đó về những cái kênh đầu tư như về cổ phiếu, chứng khoán, vàng, thì như Hùng nói đó, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ có những cái kênh đầu tư như sau. Thứ nhất á, là chúng ta đi gửi ngân hàng đó, nó gọi là lãi suất tiết kiệm. Hai là chúng ta đầu tư về cổ phiếu, chứng khoán, đúng không ạ? Cái thứ ba á, chúng ta đầu tư về vàng, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ tư á, chúng ta đầu tư về như Bitcoin, như Forex, vân vân, đó gọi là đầu tư kỹ thuật số, đồng tiền số, đồng tiền ảo. Và cái thứ năm đó chính là chúng ta đầu tư về bất động sản, đúng không ạ? Thì trong năm loại hình đó thì chỉ có đầu tư bất động sản là chúng ta có đơn giản chúng ta thể đầu tư được, đúng không ạ? Thì đó là lý do vì sao mà bất động sản luôn là một cái kênh đầu tư an toàn. Có rất nhiều người họ không phải giàu từ bất động sản nha mọi người, nhưng mà những người giàu đó, họ sẽ luôn luôn có cái nhu cầu họ đầu tư bất động sản. Bởi vì bất động sản thì sao? Thứ nhất, bất động sản có tính kế thừa. Cái thứ hai, bất động sản là một kênh đầu tư vượt qua sự lạm phát. Và cái thứ ba á, bất động sản có tính kế thừa, như Hùng nói đó, có tính kế thừa, có thể là truyền từ đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, đúng không ạ? Tính an toàn về pháp lý, rồi có khả năng vượt qua kênh mọi sự lạm phát, và có khả năng tăng giá đột biến. Đó là những cái lý do vì sao bất động sản luôn luôn là một cái sự lựa chọn hàng đầu và an toàn cho tất cả mọi người. Rồi, thì bây giờ thì nếu như không còn những câu hỏi gì á, thì bây giờ Hùng xin kết thúc buổi livestream ngày hôm nay tại đây. Thì ngày hôm nay thì có rất nhiều anh chị đặt những câu hỏi rất là hay về thị trường có nên đầu tư vào thời điểm hiện nay hay không. Thì như Hùng nói đó, thì hiện tại nếu như mà anh chị có những dòng tài chính nhàn rỗi tốt và có một cái kế sách đầu tư hiệu quả, thì mình mạnh dạn mình cầm tiền mình đi đầu tư. Thời điểm này là thời điểm mình đi đầu tư, chứ không phải là thời điểm mình đi gửi ngân hàng lấy rồi cái phần lãi suất tiết kiệm nha quý anh chị. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã dành thời gian theo dõi cái buổi livestream của Hùng ngày hôm nay. Rồi, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những cái buổi livestream tiếp theo.